Và tiếp tục sẽ là những thông tin dự báo thời tiết về diễn biến nắng nóng gay gắt bất thường lần này. Xin mời anh Bá Minh ạ. Vâng, thưa anh Hạnh Phúc, thưa quý vị khán giả. Từ ngày mai thì nắng nóng sẽ giảm dần nhờ có mưa rông. Hôm nay sẽ là ngày nắng nóng cuối cùng của đợt này. Tuy nhiên thì mức độ nắng nóng vẫn khá gay gắt. Ngay 10 giờ sáng nay ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đã lên tới 31 độ C, cao hơn khoảng 1 độ so với cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Dự báo đến chiều nay thì nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn, nhiệt độ có thể lên cao tới 39 độ C. Đến tối thì không khí vẫn oi bức, 19 giờ mà nhiệt độ vẫn cao khoảng 33 độ C. Khả năng phải sau 10 giờ tối thì mới xuất hiện mưa rông, không khí dịu dần. Không riêng Hà Nội, đêm nay nhiều tỉnh thành khác ở Bắc Bộ cũng sẽ có mưa rông do ảnh hưởng của sóng lạnh yếu từ phía Bắc xuống. Ngoài mặt tích cực là mưa xuống giúp chấm dứt nắng nóng thì quý vị cũng cần đề phòng các hiện tượng cực đoan do không khí bị xáo trộn mạnh, dông lốc, sấm sét, mưa đá nguy hiểm rất dễ xảy ra. Trong khi đó thì ở phía Nam, nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao 38 độ C. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chuyển động 24 giờ.